đừng bắt em phải quên bốn. Bạn thân cảnh báo Ngọc cần đề phòng em gái mưa của bố. Đừng bắt em phải quên tập 4 phát sóng 21 giờ tối 13 tháng 3 trên VTV1. Cô bạn thân của Ngọc cảnh báo cô nên đề phòng với các trường hợp em gái mưa. Ngọc bắt đầu thấy sự xuất hiện của Linh là phiền phức ngọc quỳnh cun và hai cô bạn thân bỗng nhìn thấy xe ô tô của bố ngọc cả ba cùng chứng kiến cảnh linh kim oanh thân mật với luân hoàng hải bố của ngọc cô bé mi nhận xét linh ngon phết còn cô bạn còn lại chê bánh bèo ngọc kể đấy là linh bạn thân của bố mẹ ở sài gòn ra ngọc nói bố mình chỉ coi linh là em mi bỗng nói mày không biết gì thì thôi theo kinh nghiệm của tao thì tất cả những gì anh trai mưa hay em gái mưa đều phải đề phòng tại vì đây chính là mảnh đất màu mỡ để phát triển duy thanh sơn chính là người nhặt được điện thoại của ngọc ngọc sau hai lần đụng độ không tốt đẹp với duy nên lần gặp lại này cô cũng khiến duy bực tự tin hơi thái quá đấy bớt lại một chút chắc có tương lai hơn đấy anh nói ngọc không vừa đáp lại rằng cô sẽ coi đây là lời khen ngọc yêu cầu duy trả điện thoại duy lấy ra nhưng yêu cầu cô đọc mật khẩu ngọc hỏi ngược lại ý định vi phạm quyền riêng tư bệnh của cô nặng hơn tôi tưởng rồi đấy duy nói anh ta cố tình nói rằng hỏi mật khẩu để xác nhận vì anh nhìn ảnh ở điện thoại thấy không giống Ngọc. Linh nhìn thấy Ngọc đang đôi co với Duy ở nhà hàng sen bạc. Tối về mẹ cô ngân quách Thu Phương hỏi gặng con gái không phải ăn ở nhà hàng sen bạc à? Là cô Linh nói với mẹ đúng không ạ? À? Con bắt đầu thấy sự xuất hiện của cô ấy hơi phiền phức rồi đấy. Ngọc trả lời mẹ cô giải thích rằng Linh là người tốt hoàn cảnh đáng thương nên bảo con gái đừng nghĩ thế kẻo tội. Chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của bạn, hãy bình luận phía dưới nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại